Xem tuổi xây nhà năm 2024 Tuổi nào xây nhà đại cát Tuổi nào nên tránh Xây nhà hướng nào mang tới tài lộc trong năm giáp thìn 2024 Từ ngàn đời xưa Người Việt ta vốn rất coi trọng vấn đề xem tuổi làm nhà trước khi khởi công xây dựng để biết tuổi nào đẹp, giờ nào tốt cho vấn đề trọng thổ, tránh việc gặp tuổi hàng và sao hàng sẽ ảnh hưởng không tốt tới gia chủ và cả gia đình. Năm 2024 là năm giáp thân, tức là năm con rồng. Theo ý nghĩa phong thủy của năm Giáp Thìn 2024, đây là một năm tiềm tàng nguồn năng lượng mạnh mẽ, hứa hẹn sự phát triển rực rỡ ở nhiều phương diện cuộc sống. Do đó, năm 2024 rất phù hợp để bắt đầu các dự án xây dựng mới, mang tới nhiều lợi ích phong thủy bất ngờ cho mọi người. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều phù hợp để xây nhà trong năm 2024 này. Theo quan điểm của người Việt từ ngàn xưa, việc xem tuổi được coi là rất quan trọng khi quyết định khởi công xây dựng nhà cửa. Việc chọn tuổi đẹp, ngày và giờ động thổ tốt, hưởng xây nhà hợp phong thủy có ảnh hưởng lớn tới việc quá trình xây dựng, đồng thời mang tài lộc may mắn cho gia chủ. Còn nếu chẳng may tuổi của gia chủ không phù hợp với năm làm nhà, có thể gặp phải những điều không may mắn ảnh hưởng tới sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp của gia chủ và cả gia đình. Vậy xem năm 2024 tuổi xây nhà đẹp nhất là tuổi nào? Gia chủ không học tuổi để xây dựng thì thủ tục mượn tuổi trong năm 2024 sẽ ra sao? Một Cơ sở tính toán tuổi hợp, xây nhà năm 2024. Từ xưa tới nay, có một ngôi nhà thuộc sở hữu của bản thân vốn được coi là cơ ngơi phấn đấu của cả đời người. Nên xây dựng nhà cửa là việc hệ trọng không thể qua lo chủ quen. Vì lý do đó, nhiều gia chủ thường tìm tới các chuyên gia phong thủy để xem trước khi làm nhà, đặc biệt là xem tuổi xây nhà. Mục đích của việc xem tuổi này là để mang lại phong thủy tốt cho căn nhà, giúp cho cuộc sống sau này của gia chủ và cả gia đình được thuận lợi xuân sẻ. Ai cũng hy vọng rằng khi công trình hoàn thành, gia đình sẽ được sống trong môi trường êm ấm, Tài vận thịnh vượng, tài lộc sẽ kéo đến cánh cửa. Vấn đề xem tuổi cũng đảm bảo rằng sự cân bằng và hài hòa trong phong thủy nhà ở. Tuổi phù hợp sẽ giúp định rõ các yếu tố hướng nhà, bố trí không gian và các yếu tố phong thủy khác để tạo ra một môi trường sống tốt nhất cho gia đình. Còn nếu việc khởi công xây dựng ngôi nhà không được lựa chọn vào những ngày giờ tốt, có thể gặp phải những sự không may. Chủ nhân có thể đối mặt với những rủi ro bất hạnh, kinh doanh không hiệu quả. Đồng thời, từng năm, nếu mang theo các năng lượng và tác động riêng, xem tuổi làm nhà năm 2024 cũng sẽ giúp nhận biết và tận dụng các năng lượng thuận lợi trong năm nay để xây dựng một ngôi nhà có nhiều tài lộc may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, việc xem tuổi xây nhà chỉ là một trong những yếu tố khác nhau trong quá trình xây dựng nhà cửa. Ngoài việc chủ trọng vào phong thủy, cần lưu ý về kiến thức, kỹ thuật và các quy định pháp lý liên quan Điều quan trọng là sự kết hợp thông minh của nhiều yếu tố này để đảm bảo được một căn nhà an lành, hài hòa, phù hợp với nhu cầu của gia đình. Cơ sở tỉnh tuổi hợp xây nhà năm 2024 dựa vào các yếu tố nào? Để biết được năm 2024 tuổi nào xây được nhà cửa thì phải dựa vào các yếu tố tam tai, hoàng ốc và kiềm lâu. Đây là ba yếu tố quan trọng nhất để tìm ra tuổi hợp xây nhà năm Giáp Thân 2024. Theo quan niệm phong thủy, muốn thi công xây dựng nhà cửa trong năm Giáp Thân thì trước hết tuổi gia chủ không phạm vào ba yếu tố trên. Mục đích là để mọi chuyện diễn ra thuận lợi suôn sẻ, tránh những điều không may mắn có thể xảy ra từ khi thi công cho đến lúc hoàn thành căn nhà nếu chỉ phạm tam tai thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trường hợp này gia chủ cần tiến hành thủ tục mượn tuổi hợp để làm nhà, tránh những sơ sẹo bất lại xảy ra trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, còn một số yếu tố cần xem xét khi chọn tuổi làm nhà năm 2024 bao gồm Xét theo ngũ hành Ngũ hành của gia chủ là năm làm nhà không được xung khắc với nhau Năm 2024 là năm giáp thìn thuộc mệnh hỏa, do đó các tuổi thuộc mệnh mộc và mệnh thổ sẽ phù hợp để làm nhà trong năm nay. Ví dụ gia chủ sinh năm 1972 thuộc mệnh mộc, năm 2024 thuộc mệnh hỏa, do đó mộc sinh hỏa nên tuổi sinh năm 1972 thuộc mệnh mộc sẽ phù hợp để làm nhà năm giáp thìn 2024 xét về cung phi của tuổi gia chủ cung phi của tuổi gia chủ cần hợp với hướng nhà theo đó năm giáp thân hướng nhà phù hợp là hưởng thuộc hành mộc và hành thổ xét theo tuổi hợp vợ chồng tuổi hợp vợ chồng xung khác nhau thì không nên chọn tuổi của một trong hai người để xây nhà bởi có thể ảnh hưởng tới sự hòa hợp trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình xét theo tuổi của người mượn tuổi. trường hợp gia chủ không hợp tuổi để làm nhà năm 2024 thì có thể mượn tuổi của người khác. tuy nhiên tuổi của người được mượn tuổi cũng cần phải xem xét để đảm bảo an toàn và may mắn cho gia đình. xét về tình trạng gia đình, nếu gia đình đang có tang, vợ chồng đang ly thân, con cái đang gặp khó khăn thì không nên làm nhà trong năm đó. Ngoài ra, gia chủ cũng cần tham khảo ý kiến của thầy phong thủy để tư vấn chính xác và phù hợp nhất. Xây nhà năm 2024 xem tuổi của ai mới chuẩn. Khi xây nhà nên xem tuổi đàn ông hay đàn bà là vấn đề thắc mắc chung của rất nhiều người. Ông bà ta có câu, lấy vợ xem tuổi đàn bà, lại còn làm nhà xem tuổi đàn ông. Theo truyền thống phong thủy dân tộc, khi xây dựng nhà cửa thường xem tuổi của đàn ông. Bởi nhà là đại diện cho dương trạch, còn người phụ nữ mang khí âm nên không phù hợp để xem tuổi làm nhà. Trường hợp gia đình có người vợ là trụ cột, gia đình có người chồng đã mất hoặc người chồng không có tuổi đẹp. Xây nhà thì có thể mượn tuổi của nam khác trong gia đình hoặc họ hàng thần thiết để làm nhà tuy nhiên thời nay nhiều người cũng xem xét tuổi của cả hai vợ chồng để đảm bảo sự cân bằng hài hòa trong việc xây dựng ngôi nhà mới quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự tin tưởng quyết định của gia chủ và gia đình điều quan trọng là tìm hiểu tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đảm bảo rằng việc xây dựng nhà được thực hiện một cách hợp lý và mang lại may mắn thịnh vượng cho gia đình 2. Cách tính hạn Kim Lâu, Tam Tai, Hoàng Ốc trong năm 2024 Như đã nói ở trên, xây nhà năm 2024 nhất định phải tránh phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai. Vậy cách tính từng hạng này ra sao? Phạm Kim Lâu Vậy Kim Lâu là gì? Kim Lâu là một trong những hạng lớn trong cuộc đời của mỗi người. Theo quan niệm dân gian, tuổi Kim Lâu là những năm xấu không thích hợp để làm những việc trọng đại như cưới hỏi, làm nhà, xây nhà. Kim lâu có các dạng sau đây. 1. Kim lâu thân Người làm nhà tuổi này thì bản thân, người sẽ bị đau ốm, bệnh tật, tai nạn có thể dẫn tới chết người nên rất kỵ nếu bạn phạm phải hạn kim lâu thân. 2. Kim lâu thê Kim Lâu Thê mang tới tai họa cho vợ, ốm đau, bệnh tật, vợ hoặc chồng dễ dẫn tới ly hôn, chia tay. 3. Kim Lâu Tử mang tới tai họa cho con cái 4. Kim Lâu Lục Xúc gây hại cho vật nuôi, công việc làm ăn thất bát Tuổi nào Phạm Kim Lâu năm 2024 Theo cách tính Kim Lâu, Năm 2024 là năm Giáp Thìn thuộc hành Mộc nên những tuổi có hành Hỏa sẽ phạm Kim Lâu. Cụ thể những tuổi phạm Kim Lâu như sau. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, tuổi Bính Thân sinh năm 1956, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tội ất tỵ sinh năm 1965, tội mậu thân sinh năm 1968, tội canh tuất sinh năm 1970, tội nhâm tỵ sinh năm 1972, tội giáp dân sinh năm 1974, tội đinh tỵ sinh năm 1977 tuổi Kỷ Môi sinh năm 1979, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tuổi Quỷ Hoài sinh năm 1983, tuổi bính Dân sinh năm 1986, tuổi Mậu Thân sinh năm 1988, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 tội nhầm thân sinh năm 1992, tội ất hại sinh năm 1995, tội tên sổ sinh năm 1997, tội kỷ mạo sinh năm 1999, tội tân tỵ sinh năm 2001, tội giáp thân sinh năm 2004 và tội mậu tỵ sinh năm 2008. Vậy người Phạm Kim Lâu vẫn muốn xây nhà vào năm 2024 cần hóa giải như thế nào? Nếu gặp hạn kim lâu mà gia chủ vẫn muốn xây dựng nhà cửa trong năm giáp thìn 2024 thì nên tiến hành thủ tục mượn tuổi làm nhà là tốt nhất. Phạm Hoàng Ốc Vậy hạn Hoàng Ốc là gì? Hoàng Ốc được hiểu đơn giản là ngôi nhà hoang. Ngôi nhà là nơi của ma quỷ, trong năm phạm hạn hoàng ốc thì nên tránh làm nhà Hoàng ốc có một trong những hạng xấu của cuộc đời con người được chia làm 6 cung và ba cung tốt, ba cung xấu bao gồm nhất các kiết tốt nhất được nhiều tài lộc may mắn nhì nghi tốt gia đạo ổn an ổn định có phúc tam địa sát xấu có thể gặp hạn về sức khỏe tài lộc tử tận tài tốt có thể phát tài phát lộc Ngụ thọ tử, xấu, có thể gặp hạn về sức khỏe và con cái. Lục hoàng ốc, xấu, có thể gặp hạn về sức khỏe và đường công danh. Cách tỉnh hạn hoàng ốc sẽ dựa trên nguyên tắc của bàn tay. Kiềm lâu hoàng ốc, tức là sử dụng bàn tay để xác định tuổi phạm ở cùng hoàng ốc. Xem liệu có thuộc loại tốt xấu hay không. Vậy tuổi nào phạm? hạng hoàng ốc năm 2024 là các tội sau đây. Tội bệnh thân sinh năm 1956, tội kỷ hại sinh năm 1959, tội canh tỵ sinh năm 1960, tội nhâm dần sinh năm 1962, tội ất tỵ sinh năm 1965, tội mậu thân sinh năm 1968, tội kỷ dậu sinh năm 1969, tội tân hài sinh năm 1971, tội giáp dần sinh năm 1974, tội ất mão sinh năm 1975, tội đinh tỵ sinh năm 1977, tội mậu ngọ sinh năm 1978

Người phạm hạng hoàng ốc cỏ xây nhà trong năm 2024 được hay không? Thực chất hạn hoàng ốc cỏ xảo cùng bao gồm 3 cùng tốt và 3 cùng xấu. Nếu tiến hành xây dựng vào các cùng tốt vẫn được, tránh các cùng xấu là được. Bởi phạm vào các cùng hoàng ốc mà vẫn làm nhà thì sẽ khiến cho quá trình xây dựng và sinh hoạt sau này không được thuận lợi, làm ăn xa xúc, sức khỏe không tốt trường hợp đã phạm hoàng ốc lại còn phạm vào cung xấu nhưng vẫn muốn xây nhà thì nên làm gì nên xem ngày tốt xấu chọn ngày lành tháng tốt xem giờ đẹp để làm lễ động thổ nên nhờ người khác được tuổi làm nhà và sau khi làm xong chỉ cần làm một lễ sang tên chuyển nhượng nhà là được ba phạm hạng tam tai vậy hạng tam tai là gì theo tiếng hãng Việt, tam có nghĩa là ba, tai có nghĩa là tai hòa. Vậy tam tai là hạng ba năm đến với mỗi tuổi. Theo quan niệm dân gian, hạng tam tai là những hạng gặp năm có tai hòa, khó khăn, chắc trở. Tam tai cách nhau 12 năm và được coi là một vận hạng khó khăn, chắc trở. Tam tai còn được hiểu là ba loại tai hòa gồm hỏa tai thủy tai và phong tai. Tuy từng năm gặp hạn có thể xảy ra những tai ương bất ngờ, nhưng nhìn chung tương ứng từng thời gian cần tránh những việc như sau. Năm thứ nhất, năm tai ương nhẹ nhất, thường gặp chuyện buồn phim, vững mắt trong công việc và gia đình. Năm thứ hai, năm tam tai nặng nhất, gặp những tai ương, thường gặp những chuyện không may mắn, khó khăn, chắc trở trong cuộc sống và năm tam tai thứ ba năm tai ương giảm dần thường gặp chuyện vui vẻ và may mắn vậy tuổi nào phạm tam tai năm 2024 các tuổi phạm tam tai năm 2024 là các tuổi sanh vào năm tỷ năm thìn và năm thân tuổi tỷ sinh năm 1960

tuổi thân sinh năm 1968, tuổi thân sinh năm 1980 và tuổi thân sinh năm 1992. Tuổi thân sinh năm 2004. Người phạm tam tai vẫn muốn xây nhà trong năm 2024 thì hóa giải như thế nào? Có trường hợp vô tình không biết mình phạm tam tai hoặc nếu có biết nhưng vẫn muốn xây dựng nhà cửa Tùy về lý thuyết là không thể xây nhà trong năm đó, nhưng họ có thể mượn tuổi của người khác hợp tuổi để làm nhà. Tìm hiểu về xem tuổi xây nhà năm 2024, cách tính tuổi đẹp làm nhà trong năm 2024, để tính tuổi nào nên làm nhà trong năm giáp thân cần thực hiện các bước sau: xác định tuổi của gia chủ xác định ngũ hành của năm làm nhà, xác định tử trụ của tuổi gia trụ, xem xét tuổi gia trụ có phạm phải hạn tam tai hoàng ốc kim lâu trong năm 2024 hay không. Tuổi nào hợp nhất để xây nhà vào năm 2024? Căn cứ vào các yếu tố trên đó là kim lâu, hoàng ốc và tam tai có thể liệt kê các tuổi đẹp xây nhà trong năm giáp thìn 2024 là các tuổi sau đây. Tuổi Ất môi sinh năm 1955, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tuổi Đinh môi sinh năm 1967, tuổi Quỷ Sửu sinh năm 1973, tội nhầm tuất sinh năm 1982, tội ất sửu sinh năm 1985, tội tân mùi sinh năm 1991, tội giáp tuất sinh năm 1994 và tội quỷ mùi sinh năm 2003. Lưu ý, trường hợp gia chủ không nằm trong các tuổi kể trên thì có thể tiến hành thủ tục mượn các tuổi này để đứng ra động thổ cho công trình nhà của mình. Tội nào kỵ xây nhà trong năm 2024? Nhóm các tội sau đây nên tránh làm nhà trong năm 2024 để không phạm vào đại kỵ. Trong trường hợp gia chủ tiếp tục khởi công xây nhà dù đã phạm tội đại kỵ, thì mọi việc có thể sẽ không thuận lợi, kinh doanh có thể gặp thua lỗ, các thành viên trong gia đình dễ bị ốm đau và có nếu có nuôi gia súc, chúng cũng sẽ dễ mắc bệnh và chết các tuổi kỵ xây nhà trong năm 2024 là những tội phạm hàng kim lâu hoàng ốc và tam tai đã kệ ở trên nguyên tắc xây nhà năm 2024 để tránh rủi ro nếu xây nhà không hợp tuổi trong một số trường hợp gia chủ không thể chọn được tuổi làm nhà phù hợp bởi nhiều lý do khác nhau khi này gia chủ có thể áp dụng một số biện pháp sau đây để hạn chế những rủi ro. Thứ nhất, mượn tuổi. Nếu gia chủ không hợp tuổi làm nhà thì có thể mượn tuổi của người khác. Tuy nhiên, cần lưu ý chọn người được mượn tuổi có tuổi hợp với tuổi của đất hưởng của nhà. Thứ hai, chọn ngày đẹp để động thổ, cất nóc, hoàn công ngày đẹp là ngày có nhiều các kỹ giúp gia chủ hóa giải những điều không may mắn. Thứ ba, cúng bái và cầu nguyện. Cúng bái cầu nguyện là cách thể hiện lòng thành kính của gia chủ đối với thần linh. Gia chủ có thể chuẩn bị mâm cúng và dâng lên thần linh cầu mong được phù hộ độ trì cho gia đình và ngôi nhà được may mắn bình an. Thứ tư, sử dụng vật phẩm phong thủy. Sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp để giúp hóa giải những điều xui xẻo. Một số vật phẩm phong thủy có thể sử dụng để hạn chế rủi ro khi xây nhà không hợp tuổi bao gồm: tùy hưu, thiền thư, long quy, đồng hồ cát, đèn đá muối. Tuy nhiên, một số biện pháp kể trên chỉ có tác dụng hạn chế rủi ro, không thể loại bỏ hoàn toàn những điều không may mắn khi xây nhà không hợp tuổi. Trước khi tiến hành xây nhà năm 2024. Để việc xây dựng được tiến hành suôn sẻ cũng như góp phần giúp cuộc sống trong ngôi nhà mới sau này của gia đình được êm ấm, gia chủ cũng nên chú ý các yếu tố sau đây trước khi tiến hành xây nhà. Xem ngày tốt, giờ tốt để động thổ. Việc động thổ là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong quá trình xây dựng nhà cửa. Do đó, cần chọn ngày tốt, giờ tốt để động thổ, mang lại may mắn, thuận lợi cho quá trình xây dựng. Ý nghĩa của các con số Trong phong thủy, các con số cũng có ý nghĩa riêng. Bạn nên lưu ý đến ý nghĩa của các con số trong khi chọn ngày, giờ, tháng, năm, khởi công xây nhà. Thực hiện đúng các nghi lễ phong thủy để mang lại an toàn, may mắn cho gia đình. Lựa chọn vật liệu xây dựng chất lượng để đảm bảo ngôi nhà bền đẹp an toàn. Lưu ý đến hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp để đảm bảo phong thủy tốt. Sử dụng các vật liệu màu sắc hình dạng phù hợp với phong thủy. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy trước khi xây dựng nhà cửa. Năm, lưu ý khi mượn tuổi làm nhà trong năm 2024. Trường hợp bắt buộc phải xây nhà năm 2024 nhưng gia chủ bị phạm các yếu tố hoàng ốc, kim lâu và tam tay thì bạn cũng đừng nên lo lắng. Để giải quyết tình huống này, gia chủ có thể tiến hành mượn tuổi làm nhà cho những người có tuổi phù hợp trong năm 2024. Đây là một hình thức hóa giải việc gia chủ không hợp tuổi làm nhà được áp dụng nhiều vào hiện nay. Những điều cần tránh khi mượn tuổi làm nhà năm 2024. Cần lưu ý một số điều sau. Thứ nhất, người đồng ý cho mượn tuổi xây nhà năm 2024 không được triệu tang ai và không có tội phạm vào ba đại kỵ tam tai, hoàng ốc, kim lâu. Tốt nhất là mượn những người nằm trong các tuổi tam hợp, nhị hợp. Thứ hai, Mượn tuổi của những người cao tuổi hơn, khỏe mạnh, tốt nhất là nam giới, người có vai vế trong dòng họ, gia đình hòa thuận, có phúc đức, đồng con, con cháu ngoan ngoãn làm ăn khá. Nam giới là tượng trưng cho dương khí, là người gánh vác, che chở cho gia đình. Người có tuổi cao, sức khỏe tốt, có vai lớn trong dòng họ là những người có kinh nghiệm sống, có thể mang lại may mắn, phúc lộc cho gia chủ. Thứ ba, mượn tuổi làm nhà không nên chọn những người họ hàng xa xôi, tốt nhất là chọn họ hàng thân thiết trong nội tộc hoặc gần nhà của gia chủ để thuận tiện cho các thủ tục sau này. Thứ tư, những người được mượn tuổi trước đây chưa cho ai khác mượn tuổi để xây nhà. Đây là điều kiện để đảm bảo rằng tuổi của người đó vẫn còn sức để mang lại may mắn cho gia chủ gia chủ cần hỏi kỹ người cho mượn tuổi về những chuyện này trước khi tiến hành mượn tuổi. Thứ năm, chỉ nên mượn tuổi để khởi công xây nhà mới, không nên mượn tuổi để sửa chữa nhà cũ. Việc sửa chữa nhà không cần phải tính toán tới tuổi của gia chủ và người được mượn tuổi. Thủ tục mượn tuổi năm 2024 để xây nhà như sau. Các bước trong thủ tục mượn tuổi làm nhà được tiến hành theo các bước sau. Bước 1. Trước khi làm nhà, gia chủ viết giấy tờ bản nhà tượng trưng cho người mượn tuổi. Bước 2. Khi làm lễ động thổ, người được mượn tuổi sẽ thay gia chủ cũng vải và thực hiện các công việc động thổ. Trong lúc làm lễ, gia chủ không hợp tuổi cần tránh mặt khỏi khu vực hành lễ. Bước 3. Tương tự khi làm lệ cũng độ mãi người cho mượn tuổi sẽ thai gia trụ thực hiện các nghi thức khẩn vải và gia trụ tiếp tục tránh mặt khi làm lễ nhập trạch người mượn tuổi làm nốt các thủ tục dân hương khẩn vải rồi bàn giao lại nhà cho gia trụ gia trụ làm tờ giấy mua lại nhà khi mượn tuổi với giá cao hơn giá bản lúc đầu và khẩn vải nhảy nhập trạch Thủ tục chuột nhà sau khi mượn tuổi xây nhà năm 2024 Đã có thủ tục mượn tuổi thì sau khi xây dựng xong cũng cần tiến hành thủ tục chuột nhà. Sau đây là các bước tiến hành thủ tục chuột nhà sau khi mượn tuổi làm nhà năm 2024. Bước 1 trong gia đình có đầy đủ vợ chồng và con cái, quy trình khi bước vào ngôi nhà mới thường diễn ra như sau. Người vợ sẽ là người đầu tiên bước vào nhà, cầm trên tay một chiếc gương nhỏ để soi quanh nhà. Ngay sau đó, người chủ của nhà cầm bát nhang cũng tổ tiên bước theo sau. Các thành viên trong gia đình và con cái sẽ bưng bếp lửa đang cháy, gạo, nước, trang điểm và các vật phẩm khác vào nhà trong trường hợp không có người đàn ông trong nhà, người phụ nữ đại diện cho chủ nhà sẽ bưng bát nhang của tổ tiên vào nhà cùng các con. Bước 3. Tiếp theo gia chủ sẽ chờ cho đến giờ tốt để dọn đồ đạc vào nhà. Bước 3. Sau khi hoàn thành việc chuyển đồ đạc, lệ cũng sẽ được tiến hành. Bước 4. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Cần lưu ý rằng những người tuổi dân và phụ nữ mang thai không được tham gia vào việc phụ dọn nhà cửa. 6. Năm 2024, hưởng tốt làm nhà là hưởng nào? Để đảm bảo việc khởi công xây dựng nhà được suôn sẻ, thuận lợi và vận khí, ngoài việc xem xét tuổi đẹp làm nhà năm 2024, gia chủ cũng nên lựa chọn hướng tốt cho căn nhà của mình. Phong thủy quy ước tổng cộng 8 hướng, gồm có 4 hướng chính và 4 hướng phụ. Mỗi hướng mang một ý nghĩa riêng biệt phụ thuộc vào tuổi của gia chủ. Trong số 8 hướng này, chỉ có 4 hướng được coi là mang lại vận mệnh tốt cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Các hưởng còn lại thuộc nhóm xấu và có thể gây ra những rủi ro may mắn kém. Vì vậy, việc xác định hưởng theo tuổi phù hợp là điều rất quan trọng nếu bạn có ý định xây nhà trong năm 2024 này. Theo quan niệm phong thủy, nếu chọn được hưởng nhà hợp với gia chủ thì cuộc sống của gia đình sẽ phất lên như chiều gặp gió. Còn chọn hưởng không hợp tuổi sẽ gặp phải những khó khăn đủ điều vậy năm 2024 xây nhà hưởng nào tốt hút tài lộc cho gia chủ một hưởng nam hưởng nam là hưởng sinh khí mang lại may mắn phúc lộc toàn vẹn làm ăn kinh doanh phát đạt tận tài tận lộc mọi sự thuận lợi hai hưởng đông nam Hướng Đông Nam là hưởng phúc đức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, làm ăn bùng bản phát triển, gia đình êm ấm, có thể vượt qua trở ngại và mọi khó khăn. 3. Hướng Đông. Hướng Đông là hưởng phục vị, nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè xung quanh. 4. Hướng Bắc. Hướng Bắc là hưởng thiên y, trời ban cho sức khỏe và sự che chở, thiên thời địa lợi tránh được tai ương và mọi tai nạn sẽ qua khỏi. Bên cạnh đó, một sự hưởng kỳ khi xây nhà trong năm 2024 sẽ là các hưởng sau đây. một Hưởng tay, hưởng tuyệt mệnh, mang ý nghĩa chết chóc, công việc thất bát, dễ gặp trục trặc, mọi việc đều gian nan chắc trở. 2. Hưởng tay bắt, tức hưởng ngụ quỷ, ma nghĩa nghĩa, tai họa, gia chủ dễ thất bại khi làm ăn kinh doanh, tai họa liên miên, bệnh tật liên tục, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng làm gì cũng không thuận lợi. 3. Hưởng Tây Nam hưởng hỏa hại mang ý nghĩa nhà cỏ hùng khí gia đạo có thể gặp những chuyện chắc trở thị phi tai họa đột ngột hỏa vô đơn chỉ bổn hưởng đông bắc hưởng lục xác ma nghĩ nhẹ nhà cỏ sát khỉ. sức mẹ mối quan hệ tình cảm nam nữ xích mích trong gia đình mâu thuẫn anh em các mối quan hệ xã hội đều có vấn đề dẫn tới tai vỏ miệng 7. Làm nhà vào tháng nào trong năm 2024 Ngoài việc xem tuổi làm nhà năm 2024, gia chủ cũng cần tìm hiểu phong thủy về năm và tháng để lựa chọn ngày tốt tháng tốt khởi công xây nhà nhằm mang lại nhiều may mắn thuận lợi và xuân sẻ tháng 1 tháng này tránh khởi công vào thời điểm này vì mọi người bận rộn chuẩn bị cho tết và tháng đầu năm việc phá dở nhà cũng không được khuyến khích tháng 2 sau khi kỳ nghỉ Tết là thời điểm tốt để bắt đầu xây nhà, đem lại cân bằng phong thủy và may mắn cho gia đình. Tháng 3, thời điểm mùa xuân là thời tiết mát mẻ, đại diện cho sự sống mới bắt đầu với cây cỏ sinh trưởng. Khởi công xây dựng trong tháng 3 thường mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Tháng 4, thời tiết ấm áp và tạnh ráo, thuận lợi cho việc xây dựng. Tháng 5 và tháng 6, những tháng này vẫn có thể được coi là thời gian tốt để khởi công xây nhà. Mặc dù thời tiết có thể nóng nhưng việc tiến hành thi công thường rất nhanh chóng và ít gặp trở ngại. Tháng 7, tháng này thời tiết không ổn định và mưa nhiều, không phù hợp cho việc xây dựng. Tháng 7 cũng trùng với tháng cô hồn theo quan niệm dân gian, không phải là thời điểm tốt cho việc khởi công. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, các tháng này thời tiết ổn định và thuận lợi cho việc xây dựng. Đây là thời điểm tốt có thể xong kịp nhà trước Tết nguyên đáng giúp gia chủ có nhà mới đón Tết cùng với gia đình. Tháng 11 và 12 Thời điểm bận rộn với lễ hội chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối năm, hầu hết mọi người không khuyến khích gian này.